Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em cam kết làm công việc đó, bởi vì biết đâu chừng một hành động, một công việc, một cú điện thoại, một lời mời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy một cuộc đời, một gia đình được phục hồi và được biến đổi. Đó là một cái ơn rất là lớn. Để dẫn chúng tôi đến sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở trong ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong loạt bài đứng một cách dũng cảm. Chúng ta xem những người mà Đức Chúa Trời Ngài chăm sóc nuôi nấng để có thể có một sự can đảm đứng vững ở trong cuộc đời của họ. Và chúng ta cũng xem hình ảnh của người cha đứng một cách dũng cảm để hướng dẫn gia đình của mình. Và hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục học để chúng ta sẽ đứng một cách dũng cảm cho gia đình, cho con cháu, cho quê hương xứ sở, cho đất nước mà đã chăm nuôi chúng ta ở trong những ngày qua. Ở trong đề tài trung tín là chìa khóa cho đời sống ý nghĩa. Trung tín. Corinto thứ nhất chương 4 câu số 2 chứ. Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín, theo bản dịch mới. Điều cần yếu, một số bản dịch khác thì dùng chữ là điều cần phải thấy trong cuộc đời của một người quản lý, đó là sự trung tín. Matthew chương 5 câu số 13 cho chúng ta thấy có một ngày mà tất cả chúng ta là những người quản lý các thứ ơn mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, quản trị các thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho. Chúa Ngài muốn thấy chúng ta trình diện trước mặt Chúa và bày tỏ cái sự trung tín của chúng ta. Các người là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ quăng ra ngoài và bị người ta đạp ở dưới chân. Và trong Ma-thi-ơ chương 25 câu số 21, chúng ta thấy đứng trước tòa án của Đấng Christ và những người tin Chúa, Ngài sẽ tuyên bố: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín của ta. Chúng ta để ý đến bốn chữ ngay lành trung tín. Ngay lành trung tín trong tất cả những ngôn từ mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng, Đức Chúa Giêsu có thể sử dụng, thì Ngài chọn bốn chữ này. Khi nói đến cái người đầy tớ, hai người đầy tớ đã làm lợi ra các tá lân mà Chủ đã giao cho, thì Chủ ở tại đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ nói với hai người đầy tớ đã làm lợi tá lân của mình là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Còn người đầy tớ đã đem chôn cái tá lân mà Chủ đã giao cho mình. Như tôi đã xây dựng với anh chị em, một tá lân không phải là một cái nhỏ, mà nó là, nếu tính ra tiền lương của một người đó, một con số rất lớn. Mặc dù nó là một, nhưng mà nó cũng là rất là lớn, Chủ đã tin cậy. Nhưng vì người đầy tớ này đã đem chôn mà không đem làm lợi ra, thì Chủ mắng nó là đầy tớ gian ác, và sai các đầy tớ khác đem ném nó ra khóc lóc và nghiến răng. Đó là chỗ của quả ngục, là nơi mà người ta sẽ rinh xiết đời này sang đời khác và nghiến răng ở trong sự đau đớn cũng như là hối tiếc về những gì mà họ đã không làm hay là đã làm, nhất là đã từ chối tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Ngay lành trung tín, điều này cho chúng ta thấy đối với Chúa sự trung tín là quan trọng dường nào. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận ý nghĩa của chữ trung tín này trong bối cảnh của Kinh Thánh. Và anh tôi mời anh chị em chúng ta sẽ nhìn suốt cái lịch sử của nhân, rồi tuyển dân của Chúa, rồi hội thánh của Chúa, và cho đến ngày hôm nay, để chúng ta thấy rằng có những con người họ được sự kêu gọi từ nơi Chúa và họ vâng lời. Dù họ gặp những sự chống đối, chà đạp, đủ mọi thứ tấn công, khi bụi lắng xuống, con mắt của nhân loại và lịch sử nhìn thì thấy rằng họ vẫn đứng, bởi vì họ trung tín với sự kêu gọi của Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn để thì giờ mà chúng ta cùng suy nghĩ với nhau tại đây sẽ đem lại cho chúng ta một tiếng gọi tươi mới từ nơi Chúa, trở nên những người trung tín ở trên đất này. Nét thứ bảy của chính nét của trái của Đức Thánh Linh, đó là trung tín.
Ở trong tiếng Hy Lạp đó là chữ pithis. Trong tiếng nước được dùng để diễn tả một phẩm chất bền bỉ của sự trung tín, là bản chất của người có thể tính cậy được, là người trung tín, tin tưởng được và tính cậy được để giao cho những công việc mà biết rằng người đó sẽ hoàn thành. Đây là nét đẹp của người đáng tin cậy. Trung tín trong việc nhỏ, Chúa Giêsu nói rằng sẽ được giao cho những việc lớn hơn. Và đây là chìa khóa để đời sống của chúng ta có ý nghĩa thật. Trung tín trong việc nhỏ Chúa giao, Chúa sẽ giao chúng ta những việc lớn hơn. Đây là một cái nhu cầu rất là lớn. Và chúng ta biết rằng trong lịch sử thì lời của Chúa cho chúng ta biết Chúa Ngài muốn giao cho chúng ta và ban cho chúng ta khả năng nữa để chúng ta có thể làm được chức năng mà Chúa Ngài giao cho. Khi Chúa nói các ngươi là muối của đất, xong nếu muối mất mặn đi thì không dùng được nữa mà chỉ bị người ta chà đạp ở dưới chân. Muối phải mặn, mà muối mà nó mất chất mặn thì không xài được cho công việc gì, trừ ra rải ở trên đường đất để nó đỡ trơn trợ khi người ta đi ở trong những ngày mưa đất ướt. Nhưng mà thật ra muối nó có cái giá trị của nó. Giá trị của nó rất là lớn và ảnh hưởng của nó rất là lớn. Thử hình dung với tôi một ít muối sẽ làm nên được ảnh hưởng gì. Các chị em, các anh em là những người có làm bếp, chúng ta biết thiếu muối chúng ta khó xử lắm. Không có món gì mà chúng ta làm mà thiếu muối mà chúng ta có thể nấu được. Luôn cả chè. Lúc đầu, lần đầu tiên tôi nghe nói rằng nấu chè phải có muối, thì tôi tưởng rằng là người ta nói chơi và chế giễu. Nhưng mà thật, những người nấu chè ngon biết một điều, đó là phải bỏ một ít muối vào trong cái nồi chè của mình, làm cho cái ngọt nó ngọt dịu xuống mà ăn ngon hơn là chỉ có chè mà nó ngọt đường mà thôi. Chè mà cũng cần phải có muối. Một nồi súp mà chúng ta thấy rằng không có muối thì chúng ta thấy nó nhạt nhẽo làm sao ấy. Ở trong những ngày gần đây thì tôi khi nấu cái miếng beefsteak thì tôi thấy người ta chỉ dạy cho là mình có thể làm ngay trước khi mình bỏ cái miếng beefsteak lên để nướng, hoặc là 1 giờ đồng hồ hoặc là 24 giờ đồng hồ trước đó. Rắc một ít muối lên trên cái miếng thịt đó. Thì cái hiệu quả của nó xảy ra đó là cái màu của miếng thịt nó đỏ hơn. Và cái mùi ở trong cái miếng thịt nó được người Mỹ dùng cái chữ là draw, nó kéo ra và làm cho khi nướng miếng thịt nó lên ăn rất là ngon. Một chút muối có thể làm thêm hương vị, làm cho món ăn của chúng ta được ngon hơn. Tôi tin rằng khi Chúa Ngài ví chúng ta là muối của đất, Ngài cũng nói rằng đời sống của những người chung quanh của chúng ta, gia đình của chúng ta, những người lân cận chúng ta, những người thân thương của chúng ta, cũng như là trong sở làm, những chỗ mà Chúa Ngài đặt để chúng ta, trong khu xóm mà Chúa đặt để chúng ta, tất cả đều sẽ được ảnh hưởng bởi cuộc đời của chúng ta, vì Chúa Ngài đã định chúng ta là muối của đất. Đây là một khải tượng rất lớn và đặc biệt của Đức Chúa Trời cho con gái của Ngài, của Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ, các môn đồ của Chúa. Chúa Ngài nhìn họ và Ngài nói, cũng như Ngài nói với chúng ta buổi sáng hôm nay, các ngươi là muối của đất. Ý định của Ngài không phải để chúng ta bỏ vô cho mặn chát, nhưng mà Chúa muốn cuộc đời của chúng ta bỏ đúng lúc, đúng chỗ, đúng liều thì sẽ đem lại phước hạnh, đem lại tươi mới, đem lại hương vị cho cuộc đời cũng như là những môi trường mà Chúa Ngài đặt để chúng ta. Đó là điều Chúa Ngài muốn thấy. Và công việc mà Chúa muốn đòi hỏi nơi chúng ta là trung tín làm công việc đó như muối. Chúng ta không biết là chúng ta ngày đó chúng ta vui hay buồn, ở ngoài trời mưa hay nắng, công việc của muối là nó trung tín làm công việc, rắc một chút vô trong nồi súp là nó thêm hương vị. Xoài mà chua, rắc một chút muối ớt vô một chút thì nó làm cho cái bữa ăn của mình, cái miếng xài đó thật là ngon. Không cần biết thời tiết bên ngoài như thế nào, nắng hay mưa, hoàn cảnh ra sao, lịch sử của nhân loại trong lúc đó như thế nào, muối khi được sử dụng thì nó đem lại cái hiệu quả của nó. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ về 8 hình ảnh theo lịch sử của nhân loại, để chúng ta thấy cái sự trung tín của những con người này đã bảo tồn, sự trung tín của những con người này đã đem lại phước hạnh mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn được hưởng.
Thứ nhất, chúng ta xem cuộc đời của ông Noe. Sự trung tín của Noe đã bảo tồn nhân loại theo như Sáng Thế Ký chương thứ 6. Hebrew 11 câu số 7 cho chúng ta thấy điều này. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc bào để cứu nhà của mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin này. Chúng ta biết bối cảnh của phần kinh thánh này. Chúa đến với Noe và Chúa nói rằng Ngài sẽ cho mưa đổ từ trời xuống là việc chưa từng có. Các vực mở ra khi trận mưa này bắt đầu, nhưng mà trước đó chưa có mưa trên đất. Chúa Ngài ban phước cho đất này cây cối có thể mọc lên vì xương và độ ẩm được Chúa Ngài đặt ở trên các vực trong bầu khí quyển. Một số các khoa học gia họ nghiên cứu, và tôi cũng nhìn thấy cái điều này, rất là nhờ như vậy mà tia tử ngoại của mặt trời không làm cho loài người già trước tuổi. Trên loài người trước cái cơn đại hồng thủy sống đến gần 1.000 năm. Một chút báo trước, mà Chúa nói rằng loài người vì tội lỗi cho nên thần của Chúa không ở trong loài người nữa. Sáng Thế Ký chương 6 cho chúng ta điều đó. Và Ngài sẽ nói rằng đời của một người sống tối đa là 120 tuổi. Vì Chúa Ngài báo cho ông Noe biết điều mà mắt chưa thấy. Nhưng mà ông thành tâm kính sợ. Chữ này thật là tuyệt vời, và xin Chúa Ngài cho chúng ta. Và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà của mình. Ông làm công việc mà ông chưa thấy, mắt ông chưa thấy, chuẩn bị để cứu loài người của chúng ta khỏi một trận mưa kéo dài 40 ngày đêm và nước ngập dâng cao đến độ không có một người nào còn sống nếu ở bên ngoài con tàu của sự cứu rỗi này. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Ông đóng ở trên núi, và ông đóng cái con tàu này theo một số học giả kinh thánh đếm và tính theo niên đại thì có thể là đến 100 năm. Không phải 100 ngày, anh chị em, 100 năm. Ông vừa đóng vừa giảng đạo. Và kinh thánh ghi lại cho chúng ta, ông làm công việc này một cách hết sức là trung tín. Ông đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự cho sự công bình đến từ đức tin. Bởi vì trong lúc ông đóng và ông giảng đạo, không ai nghe. Gần 100 năm, từ 70 cho đến 100 năm tùy theo học giả kinh thánh họ nghiên cứu. Tối thiểu cũng là 70 năm. Thì anh chị em thử hình dung một chức vụ giảng trong 70 năm mà không có người nào tin Chúa hết. Mà chắc là sẽ có những cái tiếng chê cười rằng cái ông đó chắc điên rồi đó. Đóng tàu mà không ở dưới bờ biển hay là bờ sông mà đóng ở trên triền núi. Nhưng mà bởi cái sự thành tâm kính sợ Đức Chúa Trời, ông đóng cái chiếc tàu đó và giảng đạo của Chúa. Bởi đó người định tội cả thế gian và trở nên kẻ kế tự sự công bình đến từ đức tin. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thử hình dung trong một thời gian dài đóng tàu, vừa giảng đạo vừa đóng. Giả định như anh chị em thử đặt câu hỏi việc gì xảy ra nếu ông cũng giống như những người xung quanh ông trong thời bấy giờ không tin. Ông đóng đến 10 năm, ông nói rằng xin lỗi Chúa, con mệt rồi, mà làm cái chuyện này con cũng thấy nó có lợi ích gì. Ông bỏ cuộc. Thì chuyện gì xảy ra? Loài người chúng ta không còn sự sống ở trên đất này, vì chết hết ở trong trận nước lụt, trận đại hồng thủy đó. Điều gì xảy ra nếu ông bỏ cuộc vì không ai đáp ứng lại với sứ điệp ông rao giảng? Nhưng cảm ơn Chúa, Noe trung tín. Nhờ đó mà nhân loại tất cả hoàn toàn bị hủy diệt trong cơn đại hồng thủy, chỉ trừ ra Noe, bà, ba con trai và ba con dâu, tổng cộng có 8 người còn lại ở trong chiếc tàu đó. Và nhờ đó mà nhân loại của chúng ta được bảo tồn. Tôi cầu nguyện sẽ có những Noe cho dòng họ của mình. Để Đức Chúa Trời gọi trong ngày hôm nay, anh chị em sẽ đứng lên trung tín trong công việc cầu nguyện, giảng lời của Chúa cho gia đình của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy người đầu tiên, rồi người thứ nhì, người thứ ba, người thứ tư và những người còn lại trong gia đình của mình sẽ được cứu, miễn là chúng ta trung tín. Đừng bỏ cuộc. Thử hình dung nếu Noe bỏ cuộc lúc 50 năm hay là 60 năm thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra. Không còn ai có thể sống ở trên mặt đất này.
Thứ nhì, chúng ta thấy sự trung tín của 10 người có thể cứu được thành Sodom và Gomorrah. Sáng Thế Ký chương 18 câu số 32 cho chúng ta thấy Abraham lại thưa: xin Chúa đừng giận, để cho tôi chỉ một lần này nữa, ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Chúng ta biết câu chuyện này, Đức Chúa Trời phải đi đến quyết và Ngài sẽ tiêu diệt hai thành tội lỗi gớm ghê: tính dục đồng giới. Sao chúng ta biết điều này? Bởi vì những người đàn ông ở trong thành này đã đến nói với Lot: hãy giao chúng tôi những người đàn ông hay là hai thiên sứ đó, để chúng tôi biết họ. Ông Lot là một người cha hết sức là tồi tệ, và không có cơ hội để chúng ta học. Phải là người cha can đảm đứng lên thì không nói cái việc này. Người cha này đã làm công việc mà không có một người cha nào có thể hình dung được. Đó là ông nói: đây con gái của chúng tôi, tôi giao họ cho quý vị, quý vị muốn làm gì nó thì làm. Con gái của mình tôi không biết là các anh làm cha có cái sự suy nghĩ muốn cứu mạng của mình, hay là vì lòng hiếu khách có thể đem con gái của mình đem cho dân ở trong thành đó, nó muốn làm gì làm thân thể của con gái của mình. Chắc là không. Nhưng ông Lot, ông đã làm công việc đó. Tại vì những người đàn ông này ở trong thành này đã đến và nói rằng: chúng tôi muốn biết hai cái người mà hôm nay đã vào nhà của ngươi đó, tội lỗi nó lên như vậy. Mà nhà truyền giáo lỗi lạc được gọi là mục sư của nước Mỹ này, là mục sư Billy Graham, ông đó nói: nếu Đức Chúa Trời không phạt những thành phố ở trên đất nước Hoa Kỳ này, thì Ngài phải trở lại trong lịch sử để xin lỗi hai thành Sodom và Gomorrah, vì tội lỗi của ngày xưa và tội lỗi ngày hôm nay nó đang giống nhau. Cho nên sự đoán phạt chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Abraham được Đức Chúa Trời Ngài đến để báo cho ông biết điều này. Và ba ngôi Đức Chúa Trời đã nói chuyện với nhau. Việc lớn như vậy chúng ta há giấu bạn hữu của chúng ta sao? Đức Chúa Trời kể Abraham là bạn của Ngài. Ngài Chúa đến và khi Ngài báo điều đó, Abraham liền lập tức đứng vào trong cái chỗ để ông làm cái chức vụ của người cầu thai, để ông nói rằng: lạy Chúa, nếu Chúa tìm được ở trong hai thành này có 50 người công bình thì Chúa có tha cho nó không? Chúa nói: nếu ta tìm được 50 người, ta sẽ tha cho nó. Abraham đứng, chắc ông tính nhẩm ở trong đầu: gia đình của cháu của ông, rồi hy vọng rằng nó đã ảnh hưởng được những người xung quanh, nhưng mà chắc cũng không đủ 50. Ông nói: lạy Chúa, 45 được không? Chúa rằng: 45 cũng được. Rồi ông lại xin Chúa: 40 được không? Bởi vì ông càng tính ở trong lòng, ông càng thấy cái số nó nhỏ quá. 40, rồi 30, rồi 20. Ông cũng thấy đủ, cho nên ông đến và ông xin Chúa: Abraham, xin Chúa đừng giận, để cho tôi chỉ một lần này nữa, ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Chúa Ngài trả lời, Ngài phán rằng: ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương của 10 người đó. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài cũng không tìm đủ 10 người. Ông Lot khi nghe rằng Chúa Ngài sẽ hủy diệt thành, ông đi nói với mấy con rể của mấy con rể của ông, không nghe những điều ông nói. Có dịp chúng ta sẽ học cái sự đi xuống của những người cha và đã mất lòng kính sợ Chúa và đã đưa gia đình của mình vào cái xứ tội lỗi, và cái sự suy đồi của cuộc đời của một người đã từng nhận được phước lây nhờ đi với cậu của mình. Chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta học về điều đó. Nhưng chúng ta thấy tại đây, ông Lot ông sống vì sao mà cái tin gọi là tin sống chết, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành này, ông nói các con rể của ông không nghe. Đức Chúa Trời Ngài đếm và cuối cùng thành Sodom và Gomorrah, hai thành cộng lại mà chỉ đếm chưa đủ 10 người. Ước gì có được 10 người thì Sodom và Gomorrah không bị hủy diệt, vì Chúa Ngài nói như vậy. Điều mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ tới đây là cái con số tối thiểu để Chúa Ngài bảo tồn đất nước Hoa Kỳ này là bao nhiêu, chúng ta không biết. Nhưng mà theo như lời của nhận xét của mục sư Billy Graham thì chúng ta thấy một điều là ngày hôm nay nước Mỹ chưa bị hủy diệt bởi vì còn có những người công bình. Tôi tin là đủ trong ánh mắt của Chúa để Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi, vì Ngài cho có cơ hội để mọi người đều có cơ hội ăn năn để được cứu. Chúng ta cũng để ý đến điều đó cho gia đình, cho gia tộc của chúng ta.
với những cái thái độ và tội lỗi mà chúng ta đã lôi Đức Chúa Jesus Christ lên đóng đinh Ngài một lần nữa trên thập tự giá đó, cái tội đó đáng để cả gia đình của chúng ta bị diệt hết rồi. Và tôi tin rằng có cái sự cầu thai, có sự ước ao rằng tin lành của Chúa, xin Chúa Ngài kiên nhẫn và cho chúng con có cơ hội để chúng con giảng tin lành cho tất cả những người cần được cứu, hầu cho họ có thể ăn năn để được cứu. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể xin Chúa và Ngài giá ơn Ngài chậm trở lại. Nhưng mà thời khóa biểu của Đức Chúa Trời Ngài đã lên rồi, cái việc Chúa Ngài sẽ trở lại và thế gian này sẽ bị phán xét bằng lửa. Tất cả mọi công trình, tòa nhà, cao ốc, tất cả những thứ mà con người chúng ta hãnh diện, đó là những công trình kiến trúc của loài người của chúng ta, thì lời của Chúa nói rằng sẽ bị thiêu hủy ở trong lửa. Luôn cả bầu trời mà chúng ta thấy được tại đây cũng sẽ vang ầm mà qua đi. Mà Chúa Ngài dừng hay là Ngài chậm trở lại. Không phải như những người khác nói rằng Chúa Ngài quịch rồi, Ngài nói nhưng mà Ngài không làm đâu. Phía rồi nhắc nhở không, bởi vì Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi, vì Ngài không muốn ai chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Gia đình của chúng ta cần được cứu. Gia tộc của chúng ta cần được cứu. Cho nên anh chị em, hãy làm những người cầu nguyện và sống một đời sống trung tín trước mặt Chúa. Và xin Chúa cho để nếu mà Chúa Ngài muốn tìm có 10 người hay là một con số tỷ lệ nào đó ở trong ánh mắt của Đức Chúa Trời để Ngài không hủy diệt đất nước xứ sở này, thì Ngài cũng tìm thấy đủ. Đó là lý do mà đời sống của tôi cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ này rất nhiều. Vì đất nước này đã mang gánh cuộc đời của tôi. Họ không thiếu nợ gì tôi hết. Cũng như họ không thiếu nợ gì của anh chị em. Và chúng ta đã được đến và định cư tại đây. Tôi nghe có những người không biết Chúa, họ nói thì cũng đỡ đau lòng, nhưng mà có những người làm mục sư đó, mà mắng cái nước Mỹ này, mấy người Mỹ nó ngu lắm. Nó mới nhận với người Việt Nam của mình. Tôi thấy họ không ngu lắm, họ khôn lắm đó anh xem. Họ làm để được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta, họ không mắc nợ gì chúng ta hết. Ông mấy người Mỹ nó đi qua Việt Nam, cuối cùng bây giờ nó bỏ chạy, nó bắt, bây giờ nó phải nhận mình chứ. Như là mình là một cái gì đó mà nước Mỹ này nó mắc nợ mình. Có nhiều người là khăn gói chuẩn bị để đến Mỹ này, nó sẽ trả mình lương gấp mấy trăm lần gì đó của tổng số lương mà nó ngưng từ năm 1975 cho đến bây giờ. Thái độ đó Đức Chúa Trời không ban phước được đâu anh chị em, nhưng mà thái độ là ăn cây nào rào cây nấy. Chúng ta đến một cái đất nước mà chúng ta thấy rằng chúng ta được cơ hội để tiến thân đến cái mức độ mà khả năng của chúng ta cho phép. Tôi sang Âu Châu, tôi sang Đức, các em bên đó họ xác nhận. Một thanh niên đi học ra cái bằng kỹ sư ở tại Đức vẫn không đi làm được công việc của kỹ sư mà chỉ là một người technician mà thôi. Vì chúng ta không được quyền để làm cao cấp hơn người địa phương. Nhưng mà nước Mỹ này đó, con cái của chúng ta là những người đã có quyền công dân ở tại Mỹ này, có thể lên đến nghị sĩ. Trừ trường hợp các cháu sanh ra tại nước Mỹ này có thể lên luôn lại làm tổng thống, để hội đủ điều kiện làm công việc. Chưa có đất nước nào đối xử với chúng ta như vậy. Bởi vì đất nước này đã được Đức Chúa Trời Ngài ban phước, và những người kính sợ Chúa đã xây dựng đất nước này. Nên tôi khuyên anh chị em là những người con Chúa, hãy đứng vào vị trí của những người công bình và cầu thai cho đất nước này. Hãy rào cái cây này anh chị em ơi. Bởi vì nếu chúng ta không rào, chúng ta ăn hết trái của mùa này, mùa tới không còn một cái gì để ăn hết. Cho nên tôi yêu thương và cầu nguyện, cũng như hiệp ý với các đầy tớ của Chúa, đứng ở trong với những cái chức vụ để chúng ta xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót và Ngài đổ cái sự phục hưng, phấn hưng đạo của Chúa ở trên đất nước này. Vì trái tim của đất nước này đang bị bệnh. Trái tim của Hoa Kỳ là hội thánh của Chúa, cần được Chúa Ngài chữa lành, để đất nước này có thể là được Đức Chúa Trời Ngài ban phước. Vì trong ngôn chương 14 câu 34 chép: sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi làm sự hổ thẹn cho các dân tộc. Xin Chúa Ngài cho. Ở trong bản tiếng Anh là the righteous nâng cái đất nước lên. Cái sự công bình hay là những người công bình làm cho nước được cao trọng, song tội lỗi thì là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ là những người trung tín đứng ở trong ơn của Chúa. Hình ảnh thứ ba là sự trung tín của Abraham đã duy trì lời hứa của Chúa cho tuyển dân của Ngài là dân Israel. Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 15 đến 18, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng:
Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức là con một của ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi của ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát ở bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được các cửa thành của quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân của thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi của ngươi mà được phước. Chúng ta biết điều này, câu chuyện này rồi. Abraham là người được Chúa Ngài hứa cho có một đứa con của lời hứa. Sau 25 năm chờ đợi, đến khi ông đã 100 tuổi, vợ của ông bà Sarah 90 tuổi, hai ông bà đã quá cái tuổi sanh con quá lâu rồi. Mà Kinh Thánh nói rằng tử cung của Sarah đã khô rồi, già rồi. Vậy mà Đức Chúa Trời Ngài giữ lời của Ngài hứa và năm Abraham 100 tuổi, Chúa cho Isaac được sanh ra. Từ nơi ông và bà Sarah. Một ngày kia Isaac đã lớn lên cái tuổi của thiếu niên, Đức Chúa Trời đến và nói rằng, Abraham, ta muốn người đi đến một cái núi này và dẫn Isaac cho ta làm của lễ. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Abraham liền đi, dắt theo một người đầy tớ, để một ít củi ở trên lưng lừa của mình và ba người đi. Đến một nơi, Abraham bảo người đầy tớ hãy ở đây chờ ta và đứa trẻ sẽ trở lại. Chồng với Isaac đi tiếp. Cái điều mà chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy thật là khó xử. Isaac hỏi cha của mình, cha ơi, củi đây, lửa đây, con sinh tế đâu? Làm cha mà là cha mà sanh đứa con lúc mình 100 tuổi mà nghe con của mình hỏi câu hỏi này. Nếu ông không trung tín với Đức Chúa Trời thì chắc ông đã nói, con ơi mình đi về. Con của lời hứa, chờ 25 năm, được sanh ra đứa con này, bây giờ nó lớn lên, mà lời của Chúa hứa rằng từ nơi cái đứa con này, dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời, như cát bay biển. Tất cả điều đó gói ở trong cái đứa con này, mà Chúa nói rằng hãy dâng nó lên như một của lễ cho ta. Rồi bây giờ cái của lễ này nó lại lên tiếng hỏi, cha ơi, củi đây, lửa đây, con sinh tế ở đâu? Abraham trung tín với Đức Chúa Trời và ông trả lời, Đức Giê-hô-va Jireh, con ơi, Đức Giê-hô-va sắm sẵn. Chúng ta cảm ơn Chúa là Abraham đã tiếp tục công việc mà ông nghe Chúa Ngài bảo ông làm. Cho đến cái giây phút ông cầm cái dao lên và Isaac ông đã trói tay lại đặt ở trên bàn thờ rồi. Ông đưa cái dao lên thì lúc bây giờ thiên sứ của Chúa đã nói tiếng từ trời lần thứ hai rằng đừng tra tay ở trên đứa trẻ. Thử hình dung điều gì xảy ra nếu ông để cho cảm xúc cai trị sự suy nghĩ của mình, ông rằng Chúa ơi tại sao Ngài vô lý như vậy? Nhưng không, ông trung tín với Chúa. Thử hình dung điều gì xảy ra nếu ông quyết định Chúa chắc không nghiêm túc trong những gì Ngài truyền dạy đâu, cho Chúa nó chơi đó. Không, Abraham đã trung tín với Chúa. Với lòng tin nơi Chúa, và xin Chúa Ngài cho điều này cũng sẽ đến với chúng ta. Hebrew chương 11 câu 19, người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà mình lại được con của mình. Cái lập luận của ông rất là chính xác, tại vì ông nói rằng ông đã già, tuổi của ông không thể nào có một chút hy vọng gì là sẽ có con hết. Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho, và ông tin một điều ở trong lòng của ông rằng có thể Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho con ông mà ông đã tra giao lên, ông giết Isaac rồi dâng cho Chúa làm của lễ đó, Đức Chúa Trời có thể làm cho Isaac sống lại. Ông biết Chúa Ngài sẽ làm việc như thế nào, nhưng mà ông trung tín với Chúa. Và Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn một con chiên đực, sừng của nó mắc ở trong bụi gai, và ông đã bắt con chiên đực đó để dâng làm của lễ thay thế cho Isaac. Và ông gọi chỗ đó là Đức Giê-hô-va Jireh. Một lần nữa ông tin và ông đã công bố với con của ông là Đức Giê-hô-va sắm sẵn, thì Ngài thật đã là Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ông. Cảm ơn Chúa. Thử hình dung Abraham không trung tín vâng lời, thì chúng ta thấy rằng lời hứa của Chúa không duy trì ở trên đời sống ông và dân tộc của ông được. Vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề, ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi của ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển. Cảm ơn Chúa. Hình ảnh thứ tư,
Anh chị em hình dung với tôi sự trung tín của Joseph đã bảo tồn dân sự của Chúa. Sáng Thế Ký chương 45 câu 5 cho đến câu số 8 ghi lại chúng ta. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống của các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi và trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không còn cày cấy chi hoặc hái được chi hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải là các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời Ngài dường đặt tôi làm cha của Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Joseph đang nói chuyện với các anh của mình là người đã ganh ghét Joseph đến độ không có một cái lời tốt lành nào khi nói chuyện với ông. Rồi ngày kia khi cha sai Joseph đi thăm các anh của mình đang chăn nuôi ở xa, thì họ đã mưu tính với nhau, bắt ông ném ông xuống hố. Không có nước cho nên ông chết. Họ thấy một đường đoàn thương lái đi ngang, họ lôi ông lên khỏi cái hố sâu đó, bán ông để đoàn thương lái này chở ông đi qua xứ Ai-cập để đem ông ra đứng giữa chợ bán ông làm nô lệ. Nhưng Joseph trung tín đứng ở trong sự kêu gọi của Chúa. Vì Chúa cho ông có khải tượng là một ngày các anh của ông sẽ cúi xuống khi họ gặp ông ra mắt ông. Và Chúa Ngài đã trung tín làm công việc đó. Cho nên ông nói với các anh, vì khi các anh biết đó là Joseph em của mình là họ sợ quá rồi. Sợ Joseph trả thù. Và thật ra ông có thể trả thù, bởi vì điều mà các anh của ông làm không phải là họ vô tình họ làm công việc đó, nhưng mà họ hết lòng cố tình. Chẳng những làm cho ông đau khổ mà làm cho cha của ông là Gia-cốp cũng đau khổ. Lấy cái áo mà cha đã may cho Joseph, cái áo nhiều màu đó, và đem họ giết một con chiên rồi nhúng cái áo đó vào trong máu của con chiên, đem về đưa cho cha và nói rằng chắc con của cha đã bị thú dữ nó xé xác chết rồi, chúng tôi tìm được cái áo của nó đây. Mấy ông anh này đáng chết thiệt hơn chứ. Joseph nói rằng các anh đừng sợ. Các anh đừng sợ. Đừng sầu não cũng đừng tiếc chi về điều mà các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì ông biết một điều, vì để gìn giữ mạng sống của các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Ông hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. Ông trung tín đứng ở trong chương trình của Chúa, không trả thù. Nhưng mà biết một điều, đó là Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Ông biết Chúa sai ông, mặc dù các anh bán ông, nhưng mà có một cánh tay lớn hơn, quyền năng hơn, điều khiển tất cả. Ông được đưa sang xứ Ai Cập để nhờ vào trong cái việc mà Joseph đến trước và qua quyền năng và sức mạnh của đế quốc Ai Cập mà các anh của ông còn có cơ hội để sống, có một dòng dõi. Và chúng ta biết rằng các anh của Joseph cộng lại với ông là 12 chi phái của Israel. Đáng lý chết hết trong cơn đói kém đó, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tìm thấy một con người trung tín đứng ở giữa những sự khó khăn. Anh chị em, mới ngày hôm qua là đứa con được cha yêu thương nhất, bây giờ bị các anh ném xuống hố, không thấy chết, lôi đầu lên bán cho những người thương lái, đi đến một cái xứ thật là xa, xa nhà, xa gia đình để làm nô lệ. Joseph không cay đắng về việc này. Ông biết những gì ông thấy hiện tại không phải là những gì Đức Chúa Trời đã cho ông thấy trong khải tượng. Chứ ông biết đây là những điều tạm bợ rồi nó sẽ qua đi. Ông đứng. Ông đứng một cách trung tín trong những gì Chúa Ngài ban cho. Cho em thử hình dung nếu Joseph ngã lòng và ông nói rằng: "Ôi, Chúa nói như vậy nhưng mà bây giờ con không thấy tương lai của con có một chút nào là tươi sáng. Con cũng không thấy ánh sáng ở bên cuối đường hầm. Con không thấy gì hết."
Việc gì xảy ra nếu ông để cho sự giàu có quyền lực ở Egypto đã làm cho ông hư đốn? Được bà chủ mà bà thương và bà mỗi ngày bà đến bà mời mình như vậy. Thôi cứ hưởng đi rồi tới đâu tới. Mà bà Phô-ti-pha, bà này cũng gian ác thiệt. Cám dỗ một lần là người ta muốn siêu siêu rồi. Đằng này Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi ngày. Bây giờ mình là thân làm nô lệ, bây giờ được bà chủ lọt vào trong con mắt, không biết mắt đen, mắt xanh, mắt của bà chủ không biết mắt gì đó. Nhưng mà không phải một lần, mà mỗi ngày. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại chúng ta Joseph trung tín với sự kêu gọi Chúa. Đứng vững. Một ngày kia bà này bà táo bạo hơn nữa. Đến bà nắm áo Joseph, Joseph tuột áo chạy. Ông Chúa được thân nhưng ông để lại tăng chứng. Cho nên cuối cùng chồng của ông đã đưa Joseph vào trong cái chỗ đồng lao lý ở tù. Rồi bị đối xử tệ bởi những người mà ông đã giúp đỡ. Anh chị em trung tín đứng trước mặt Chúa không phải là lúc nào cũng dễ. Có những lúc chúng ta bị chà đạp. Những lúc chúng ta bị nói xấu. Chúng ta bị người ta đâm sau lưng của mình đủ mọi thứ hết. Nó không dễ. Nhưng mà vì vương quốc của Đức Chúa Trời, vì gia đình của chúng ta, vì gia tộc của chúng ta cần, cho nên chúng ta phải đứng một cách trung tín. Một điều làm cho chúng tôi rất là được khích lệ ở trong chuyến đi vừa rồi ở tại Atlanta, trong đại hội của Liên Hữu của Ân Tứ, tất cả các mục sư gặp tôi đều có lời chúc mừng và bày tỏ rằng trong đời của họ chưa bao giờ thấy. Đó là trong một cái đại hội mà hai thế hệ cha và con cùng phục vụ ở trong cái đại hội đó, mà là diễn giả chính được mời. Tôi nói thật với bạn xem, đó cũng là một điều mà chúng ta được phước lắm. Vì Chúa chẳng những gọi một sư xem mà còn sức giàu cho cộng cái ơn để nhận được ân tứ của lời khôn ngoan và tri thức một cách rất là đặc biệt. Khi cầu nguyện cho một người có thể thấy được những điều bí mật ở trong cuộc đời đó, hay là những điều mà Chúa Ngài phán dạy và có sự nhạy bén đủ để thể nhận sứ điệp đó và có thể phục vụ một cách hết sức là hiệu quả. Và nó làm cho tất cả những sự cứng lòng hay là thái độ cóc cần và được đánh một cách gọi là sát đáng. Câu chuyện kể có một em ở trong đại hội đó, trong giờ của những người trẻ, một sự xem giảng, những người ở phía trước sắp mặt xuống đất khóc lóc ăn năn trước mặt Chúa. Nhưng mà phía cuối phòng có hai người trẻ, mà một bạn đó là đứng ở trong cái thái độ nó là chuyện gì lạ xảy ra tới đây, tôi đâu cần ở đây và tôi đâu cần những thứ này, khoanh tay và đứng đó bất động. Thì mình sẽ xem cầu nguyện cho những người phía trên này, Chúa Ngài vận hành một cách rất là lớn lao. Nhìn hai cái đối tượng cứng đầu ở dưới đó không biết làm sao. Mấy anh em thấy cái tay tôi chỉ xuống, mà nếu mà nhìn trúng đừng là tôi chỉ anh chị em cứng đầu, nhưng mà cũng có thể Chúa Ngài đang phán cái gì đó với mình. Thì ngay cái lúc đó, câu chuyện kể là có hai người phụ nữ, một người già một chút, người trẻ hơn một chút, bước vào và ra dấu với một sư xem chỉ lên đầu của một em. Một sư xem nói trong lòng, rồi cũng cái kiểu mà cha mẹ thương con quá lôi nó lên cho mình cầu nguyện, mà cái này nó càng khó hơn nữa, nó đã cứng lòng rồi mà còn bị cha bị mẹ hay là ai này mà kéo lên như cái kiểu này, đó là nó lại càng cứng lòng và nó càng chống đối hơn nữa. Nhưng mà khi một sư xem tiến về phía em thì thần linh chưa phát. Hãy nói với người trẻ này cái sứ điệp này. Một sư xem đến đứng ngay trước mặt của em này và nói rằng tất cả những điều này nó là những điều ngăn trở mà em không có nhận được phước hạnh của Chúa, vì em và mối liên hệ của em với cha của mình là điều không có tốt. Em đang cay đắng với cha của mình. Thinh linh, người trẻ đó khóc như đứa con nít. Tất cả những chống đối, tất cả những điều đó nó rớt xuống ngay tại chỗ. Vì thật em ở trong một gia đình mà mẹ của em thì là người chính để đưa em đến với Chúa, tiếp tục kéo em đi đến nhà thờ, trong khi cha của em là người cha vắng mặt. Em rất là đau khổ vì trong cuộc đời không có một mối liên hệ mật thiết hay là gần gũi với cha của mình. Sau này Cindy, con của cô Nguyên, mới biết
Mình nghe lớn được câu chuyện của hai người phụ nữ này. Ra ngoài sân của nhà thờ, đó là bà mẹ, bà ngoại. Hai người phụ nữ này biết ơn Chúa vô cùng mà ra gặp cái em thiếu niên này. Thấy không? Bà nói với con rồi, con sẽ thích ông mục sư nữa. Bà mẹ nói rằng, không được ơn của Chúa lắm mà mẹ đã kéo con đi mà con cứ dùng dằn, con không chịu đi. Cảm ơn Chúa. Từ buổi nhóm sau đó, các buổi còn lại em này được Chúa thăm viếng, ban phước, nó vui mừng và nó làm cho bà mẹ và bà ngoại rất là sung sướng vì nó đã được tươi mới trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Và anh em để tôi, mục sư Sam và BBC Hiếu Sinh của chúng ta được Chúa nghe ban phước và làm nguồn phước cho muôn người. Tất cả những người chúng tôi tiếp xúc, họ đều cảm ơn mục sư về những bài giảng, cảm ơn BBC Hiếu Sinh vì đã chuyển tải đến cho chúng tôi. Và anh em thử biết rồi, nếu không bởi ơn của Chúa tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Có những lúc mình bị người ta đạp đến một cái gọi là tức tưởi. Người ta vu khống mình với những điều mà chúng ta nói rằng trên đời này không thể nào có thể hình dung được từ môi miệng của những người gọi là cơ đốc nhân mà họ có thể dựng chuyện kinh khủng đến như vậy. Và có những cuộc xoay lưng mà chúng ta thấy rằng nó đau đớn vô cùng. Có những người mà chúng ta nuôi họ, chúng ta cứu họ, chúng ta giúp đỡ cho họ. Họ ra đi mà không một lời goodbye. Mà còn hâm nữa chứ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đứng. Cảm ơn quý bà anh chị em là những người còn lại của VP Siêu Tinh đã đứng với tôi trong công việc này. Và cảm ơn Chúa vì nhờ như vậy mà Đại hội Liên Hữu ở tại Atlanta, Liên Hữu có ân tứ Atlanta là một trong những chi nhánh, một cái phiên bản của Đại hội Phục Hưng của chúng ta vào tháng 10 hàng năm. Chúng ta trung tín và chúng ta đã đứng. Tháng 10 này nữa là chúng ta sẽ là cái đại hội thứ 18. 18 năm không phải là ít phải không chị em? Nó không nhiều lắm nhưng mà nó cũng không phải là ít, không phải là nhỏ. Mà năm nào chúng ta tổ chức cũng dính thẹo, dính dít đủ mọi thứ. Mà chúng ta trung tín đứng tại sao? Vì dân tộc của chúng ta phải được cứu. Những con người cần được phục hồi, được phục hồi. Những người cần được bắt tem trong Đức Thánh Linh, được mặc lấy quyền phép phải được. Vì chúng ta bằng lòng trả giá. Trả giá trong sự kiêng ăn cầu nguyện mà người ta mắng nó rằng cái đồ ngu. Có những mục sư khác, truyền thống ở trên thành phố này nói rằng ông Khánh ông làm gì đó, mai mốt là sẽ bị đau bao tử mà chết chết một cách gọi là đau đớn vô cùng. Làm gì có cái chuyện mà kiên ăn 40 ngày, không ăn một hộp cơm, không ăn một cái gì hết mà chỉ uống nước. Ông Chúa gọi, cứ trung tín. Rồi nhìn lại mình mới thấy Chúa sử dụng. Đầu tiên là chi nhánh của Đại hội Mưa Nguồn tại Seattle khi mục sư Nguyễn Hậu Trang, đó là mục sư Khánh. Không phải tất cả anh em ở trên Seattle này có thể đến Houston để tham dự đại hội, xin mục sư cho để chúng tôi sẽ tổ chức một điểm nhánh và chúng tôi gọi tên nó là Đại hội Mưa Nguồn. Cho mục sư Triều Dũng Israel, mục sư Tấn, mục sư Bân, mục sư Nhật liên lạc và nói rằng mục sư Khánh ơi, cho tụi em làm một cái phiên bản của đại hội tại Houston. Xin mục sư cố vấn và em hứa với mục sư là sẽ giữ tất cả những đường nét của VBC Houston, của đại hội tại Houston. Vì có ơn và có quyền năng của Chúa. Nhưng mà vì nhu cầu của anh chị em ở bốn vùng của nước Mỹ này không thể nào có thể về Houston được. Nên cho tụi em tổ chức Nam Cali, Bắc Cali, Atlanta và Pensacola. Sẽ luân phiên để tổ chức. Và cảm ơn Chúa hôm nay thì có tiềm năng là 2 năm nữa chúng ta sẽ đem về Việt Nam. Có một ước mơ là sẽ có một đại hội ít nhất là 3.000 người. Nếu tài chính cho phép, bởi vì anh em của chúng ta cũng như xin giấy phép được. Vì anh em của chúng ta ở trong nước rất khao khát. Mở cửa là họ sẽ đến. Lần trước chúng ta tổ chức ở tại thành phố. Vì Phúc Âm Toàn Vẹn không đủ sức để có thể mượn một cái chỗ lớn hơn được. Nhưng chỉ có Phúc Âm Toàn Vẹn mà thôi. Các anh em gọi điện thoại năn nỉ, xin cho tôi một chỗ, xin cho phép tôi một chỗ, nhưng mà không được. Anh chị em, tất cả những điều đó tôi tin rằng do chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta trung tín. Chúng ta bị chụp mũ là ông Khánh ông tổ chức đại hội để ông kiếm tiền. Tại vì hội thánh đó cất một cái cơ sở quá lớn, thiếu nợ, cho nên phải tổ chức đại hội để kiếm tiền. Mà sự thật là chúng ta tổ chức năm nào cũng vừa đủ hoặc là thiếu.
có các anh em, các chị em ở trong hội thánh của chúng ta đã đứng và lấp đầy cái chỗ đó. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta được phước và chúng ta tiếp tục làm nguồn phước. Cho anh chị em hãy đứng với tôi và chúng ta hãy đứng trung tín ở trong ơn của Chúa. Sự trung tín của những người bị lưu đày đã bảo tồn những người còn sót lại của dân Israel, như hoàng hậu Esther, như Mordecai, như Daniel, như Ezechiel và các tiên tri khác. Họ đã đứng ở giữa những hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng mạng sống của họ có thể bị đe dọa, họ có thể bị ném vào trong lò lửa, có thể ném vào trong hang sư tử, nhưng mà họ đứng. Hình ảnh mà làm cho lòng của tôi luôn luôn thấy được cái bức ảnh này. Khi vua Nebuchadnezzar theo lời của những nịnh thần đã dựng một cái tượng cao lên và đặt ở giữa một cái đồng trống, và ông truyền lệnh rằng khi tiếng nhạc trỗi, tất cả mọi người phải quỳ xuống để thờ lại cái tượng này. Chúng ta thử hình dung ở ngoài đồng trống, mà trong xứ sa mạc thì chúng ta biết rằng tiếng nhạc trỗi lên, bao nhiêu người sắp mặt cùng một lúc như vậy, bụi nó tung lên. Nên khi bụi nó lắng xuống, thấy có ba người đang đứng. Nhìn kỹ mặt của ba người trẻ Hebrew, họ không cúi xuống ở trước tượng của vua làng. Họ trung tín đứng ở trong vị trí mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho họ. Từ một vị vua không coi Đức Chúa Trời ra gì hết, nhưng mà khi thấy các người trẻ này đã trả lời với vua, nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng tôi thì xin vua cũng biết một điều là chúng tôi sẽ không bao giờ cúi xuống để thờ lại tượng của vua làm. Ông vua nói tụi bay ngon. Ông kêu những người lính đốt cho cái lò lửa đó gấp 7 lần, nóng hơn gấp 7 lần, thải vào một cái lửa táp ra, khiến cho những người ném mấy người trẻ này vô trong đó bị lửa táp ra chết. Nhưng mà ba người này đi vào trong đó thì ông vua đứng ông nhìn, ông nói ủa, có phải là chúng ta ném vào ba người không? Mọi người nói dạ đúng rồi. Ông nói còn cái người thứ tư là ai? Bởi họ trung tín đứng với Chúa mà Đức Chúa Giêsu ở trong Cựu Ước Ngài là đi vào trong lò lửa đó, Ngài đi chung với họ, bốn người nắm tay đi ở trong lò lửa, kéo ba người này ra, không nghe có mùi khói, tóc cũng không bị cháy xém, quần áo không dính mùi khói. Nebuchadnezzar liền tuyên bố: Đức Chúa Trời của trời đất, Đức Chúa Trời của họ là Đức Chúa Trời tối cao. Vì sự trung tín của họ, vì sự trung tín của Daniel, không chịu bỏ cái điều mà Chúa đã dạy cho tuyển dân của Chúa làm, đó là cầu nguyện với Ngài. Lệnh của vua cấm không cho được cầu nguyện, thì Daniel mỗi ngày 3 lần phải trốn vào trong tủ để cầu nguyện, mở cửa sổ và cầu nguyện cho mọi người thấy. Vì việc đó đã bị ném vào trong hang sư tử. Những người ghét ông, gài bẫy ông, đã nói chắc sư tử nó no. Vua nói rằng thử coi để biết có nó no hay đói. Ném họ, con cái của họ, vợ của họ vừa ném xuống, chưa đụng đến đáy hang thì sư tử đã xé xác họ rồi. Nhưng họ đã trung tín, họ đã đứng. Sự trung tín cho đến chết của Đức Chúa Giêsu cũng đã mang lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Hebrew chương 5 câu 8 chép: dầu Ngài là con cũng học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Việc gì xảy ra nếu Ngài thất bại trong thử thách về sự trung tín? Chúng ta không được cứu, không có sự cứu rỗi cho loài người của chúng ta. Nhưng Chúa đứng vững. Hebrew chương 4 câu 14 đến 16: ấy vậy vì chúng ta có thể tới lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận và tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn là một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Câu số 16: vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngồi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Cảm ơn Chúa. Việc gì xảy ra nếu Ngài bỏ cuộc khi những người theo Ngài phản bội Ngài? Nhiều người đã trở lui, anh xem còn nhớ không? Văn chương 6 câu 66 chép: từ lúc ấy nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đứng vào trong vị trí của người lãnh đạo là mục sư, đây là một trong những cái nhức nhói của tận tim của mình. Khi những người mà mình chăm sóc, mình lo lắng, họ trở lui và không đi với mình nữa. Giu-đa phản bội Chúa, người môn đồ thân tín nhất của Chúa chối Chúa. Ông còn thề ông chưa bao giờ biết Giê-xu này. Kinh Thánh điền vào chỗ trống giúp đỡ cho chúng ta thấy thêm. Không phải là một tên lính cầm gươm và để ngay cổ của Phi-rơ và nói rằng: người có biết Giê-xu này hay không? Ông nói tôi không biết. Thì còn có thể hiểu được. Nhưng mà một đứa đầy tớ gái
cái giọng của ông là người Galilee, ông là người của Giê-xu. Ông thề. Không biết ông thề như thế nào, thầy đọc nữa. Té xuống rớt cộng hành, hành đông lũng ruột là cái gì? Ông thề, ông không biết Chúa Giê-xu. Đau đớn vô cùng, phải không chứ? Nhưng Chúa Giê-xu trung tín cho đến chết. Thậm chí chết trên cây thập tự để chúng ta được cứu. Thứ bảy, sự trung tín của các sứ đồ đã bảo tồn Kinh Thánh. Ephesos chương 3 câu 1 đến câu 5 chép: ấy bởi điều đó mà tôi Phao-lô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Sẵn sàng ở tù vì anh em, vì giảng đạo cho anh em. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, thể nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi đã bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể thấy rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Và lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái của loài người, mà bây giờ được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Trong đó có ông để có thể rao giảng ra cho dân ngoài. Thế hình dung việc gì xảy ra nếu các sứ đồ hội thánh đầu tiên đầu hàng trước những áp lực, cái áp lực đè trên họ. Chúng ta biết, tất cả các sứ đồ trừ ra sứ đồ Giăng là chết vì tử vì đạo. Thật ra có một dòng lịch sử cho chúng ta biết rằng ông sứ đồ Giăng cũng bị người ta xử tử. Họ nấu một cái chảo dầu rất là sôi, bỏ ông vô trong đó, ông không chết. Nên họ lôi ông ra, đem ông biệt giam ở tại một cái đảo. Đức Chúa Trời có chương trình cho ông để ông sống, để mặc khải và cho ông viết xuống cho chúng ta sách khải quyền. Cảm ơn Chúa, trung tín cho đến chết. Mà lời của Chúa đã được bảo vệ, truyền đến tai của chúng ta, tin lành của Chúa được bảo vệ. Chúng ta thấy nếu mà các sứ đồ của Chúa sợ chết, họ là những người chứng kiến việc Chúa Giê-xu chịu chết, chịu chôn và sống lại. Và khi người ta có một cái áp lực mà họ nói rằng: ông đừng giết, không có, chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. Và họ thối lui, họ không đứng cho sứ điệp, họ không đứng để bảo vệ cái điều mà họ đã thấy và nghe. Thì chúng ta thấy tin lành của Chúa đã chết từ trong thế kỷ đầu tiên. Nhưng không, những con người này đã đứng, đã trung tín. Và hôm nay chúng ta có thể nhìn lại với chúng ta rằng họ trả giá như vậy để bảo vệ những gì họ đã kinh nghiệm và để rao truyền cho chúng ta, đó là điều tốt đẹp. Phao-lô bằng lòng để trở nên kẻ tù trong Chúa. Các sứ đồ đối diện với những thách thức khó khăn. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ trung tín, để giữ cho hội thánh của Chúa trong sự hòa bình và trong sạch. Ephesos chương 4 câu số 1: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Nếu chúng ta không giữ sự hiệp một trong Thánh Linh thì ai sẽ giữ cho chúng ta? Sự hiệp một cũng sức mạnh rất lớn mà chúng ta đã được nhắc rồi. Chính Đức Chúa Trời khi Ngài ngự xuống để xem tháp Ba Bên thì chính miệng của Đức Chúa Trời đã nói: này một thứ dân nói cùng một thứ ngôn ngữ, nè họ cùng toan định làm một việc thì chẳng còn chi có thể ngăn trở họ được. Cái sự hiệp một, sức mạnh của nó rất là lớn và cũng rất là dễ bể. Nên chúng ta hãy ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa Ngài gọi chúng ta, và giữ sự hiệp một. Ephesos chương 4 câu số 3: dùng giấy hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Xin Chúa Ngài ban phước. Mỗi người chúng ta hãy tìm kiếm sự hòa bình và giữ gìn sự hiệp một ở trong Thánh Linh để chúng ta mở rộng công việc của Chúa. Phi ra thứ nhất chương 3 câu 10 cho đến câu số 11: vả ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta không bỏ qua lễ thật mà nhượng bộ để được an thân và lời lộc riêng, và chúng ta đứng vững ở trong Chúa, Chúa có thể dùng chúng ta để giữ cho hội thánh của Chúa tiếp tục được ơn của Chúa, mà chúng ta làm nguồn phước cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Trung tín cho đến cuối cùng, mình chị em ơi, vì điều mà chúng ta sẽ được nghe đó là Chúa khi nhìn thấy chúng ta và Ngài nói: Ngài lành, trung tín. Ngài lành có nghĩa là không lương lẹo, không có gì là thiếu sự thật. Ở những đầy tớ Ngài lành và trung tín. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ nghe chính miệng Chúa Giê-xu sẽ nói điều đó với mỗi chúng ta.
Hỡi đầy tớ, nghe lành, trung tín, được lắm, hãy đến hưởng phước của chúng người. Chúng ta cần trung tín cho đến cuối cùng. Vì những ngày cuối rốt này, sự phấn khích của những lời tiên tri đã hứa cho chúng ta chắc chắn sẽ đến. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Thứ sáu vừa qua, Đức Chúa Trời đã ban phước cho những con người. Họ dám đứng cho lẽ thật. Các chánh án của Tổ khám phát hiện của Hoa Kỳ, 6 trong 9 người đã đứng cho chân lý, đứng cho lẽ thật. Họ đã đưa ra cái phán quyết đảo ngược lại của vụ kiện Roe and Wade. Nghĩa là theo luật của hiến pháp thì phá thai là vi phạm luật. Cảm ơn Chúa. Sau mấy mươi năm cùng với các đầy tớ của Chúa tranh đấu và cầu nguyện cho điều này, có những lúc chúng tôi đương đầu với những cái sự chống đối đến độ chúng ta thấy rằng họ có thể lấy mạng mình hay là bỏ tù mình đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta trung tín với những điều Chúa giao cho, khi chúng ta làm 1 trong 10 người công bình mà Chúa Ngài có thể tìm thấy để Ngài không đổ cơn thạnh nộ của Ngài xuống ở trên một thành phố, nó không phải dễ. Nhưng mà Đức Chúa Trời có cớ để có thể dừng cơn thạnh nộ của Ngài, hoặc là chậm đến để tiếp rước hội thánh của Ngài, vì nhiều người cần có cơ hội ăn năn để được cứu. Tôi tin rằng sự bứt phá đã xảy ra. Dĩ nhiên chúng ta thấy như là một khối chì được sử dụng để đánh sập những cái vách tường, và khi nó đấm xuyên thủng cái vách tường thì chúng ta thấy phía bên kia đá nó văng ra. Sự bứt phá là như vậy, có sự chống đối một cách quyết liệt. Nhưng chúng ta tin một điều là Đức Chúa Trời Ngài nhìn xuống, Ngài thấy rằng những người có thẩm quyền cao nhất đối với luật pháp ở tại đất nước này đã thay mặt cho đất nước này ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời về quyết định của những người chánh án trước họ. Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước. Chúng ta sẽ thấy những điều lớn lao xảy ra trong những ngày sắp đến. Cho nên chị em, hãy đứng. Hãy đứng. Đừng để cho Satan nó trói chặt chúng ta ở trong ngày hôm qua. Vì nếu nó có thể làm được công việc đó và chúng ta cho phép thì chúng ta sẽ không bước được vào trong tương lai. Tôi không biết anh chị em mắc kẹt ở chỗ nào. Nhưng giống như người anh em mà tôi làm chứng lúc đầu, chúng ta cũng vẫn đi nhà thờ, cũng vẫn cầu nguyện đó. Nhưng mà trong cái sự ngọt ngào chúng ta thấy nó mất chất ngọt rồi. Trước đây lời của Chúa là ngọt ngào chứ chúng ta ăn nuốt lời của Chúa. Ngày hôm nay đọc lời của Chúa chúng ta mất đi cái chất ngọt, không còn thấy ngọt ngào nữa. Hay là bất cứ một lý do nào đó đã làm cho chúng ta đã dừng lại. Và nếu là anh chị em nghe tôi giảng riết, thấy cái mặt của mục sư Khánh riết nó lờn, nó quen, không còn được phước của Chúa nữa, tối nay xin anh chị em hãy cầu nguyện, xin Chúa nghe cho để chúng ta mỗi Chủ nhật chúng ta về đây với lòng khao khát, mong đợi. Vì không phải tôi, nhưng mà Thánh Linh của Chúa, Ngài rao giảng sứ điệp của Ngài mà chúng ta cần nghe. Nếu đến từ tôi, nó không giúp đỡ cho ai hết. Mà thông báo của các anh chị em chúng ta khắp nơi trở về đó là họ được phước của Chúa, đời sống được phước. Và nếu chúng ta ở những dòng trải đầu mà chúng ta không được phước, something wrong. Nếu tôi có làm cái gì để xúc phạm đến anh chị em, hãy cậy ơn Chúa tha thứ cho mục sư Khánh đi rồi để được ngọt ngào trở lại. Nếu có thì chắc là không có cố tình để làm cho anh chị em bị tổn thương đâu. Vì tôi rất là yêu thương anh chị em. Chẳng những anh chị em mà còn gia đình hậu tự của anh chị em. Tối hôm qua, trong lễ cưới của Tuấn và Vi, tôi xúc động. Khi tôi nhắc đến cảm ơn Chúa vì Chúa đã đem hai con đến trong vị trí này ngày hôm nay. Vì tôi nhớ cái ngày mà Tuấn còn 4-5 tuổi, Bản Thánh Kinh Mùa Hè đã đưa đến làng Thái Xuân để dạy ở thời đó. Mẹ của Tuấn lúc bây giờ là người không có nhà ở.
ngủ ở ngoài hiên nhà của người khác, với mấy đứa con trong đó có Tuấn là đứa con lớn. Những ngày mà tôi 6 giờ nhóm, cái chú nhỏ nhỏ này chạy đến, mục sư chở tụi con về, Tuấn với Hiếu. Nó xách xe chở các em đi về nhà. Ngày hôm nay thấy nó đứng trở nên một người thành công, là một huấn luyện viên của một trường học về môn thể thao thể dục. Được Chúa ngài ban phước và đứng để cầm tay của người vợ cưới của mình. Khi nhắc đến điều đó, trong lòng của tôi bao nhiêu kỷ niệm xảy ra. Và tôi kể đó là một cái vinh dự để nuôi được những người trẻ như vậy bằng lời của Chúa và chăm sóc chúng nó cho đến ngày hôm nay. Anh chị em, nếu có ai nghĩ rằng tôi không thương hay là ghét bỏ anh chị em thì nó không phải đến từ tôi mà chắc là tiếng của ma quỷ đó. Nếu tôi có giảng và làm cho anh chị em bị sốc là bởi vì lời của Chúa muốn chỉnh sửa anh chị em. Vì ước ao của tôi rằng tất cả chúng ta đều sẽ đứng, đứng một cách trung tín cho những thứ ơn mà Chúa ngài ban cho. Tôi đứng trung tín trong việc giảng lời của Chúa và sử dụng các thứ ơn mà Chúa ngài ban cho để phân phối ra bao nhiêu ngàn người đã được sự chữa lành, được giải cứu, được đầy dạy Đức Thánh Linh, hội thánh chức vụ được tươi mới. Thì phần của anh chị em hãy trung tín nhận được cái gì, sống với những điều đó. Vì một ngày không phải là chúng ta chờ con người mà trời cứu Chúa yêu chúng ta đó, nhìn chúng ta và nói rằng ngài lành trung tín, ngài lành trung tín. Xin đừng ai ở trong buổi nhóm này khi gặp Chúa, Chúa sẽ mắng chúng ta lời đệ tử gian ác. Mình xin Chúa cho để tất cả chúng ta đều sẽ nghe được tiếng nói thân thương mà chúng ta tập lắng nghe tiếng của ngài phán trong những giờ cầu nguyện, trong những giờ thờ phượng Chúa. Được nghe tiếng nói đó nói với chúng ta câu mà tôi chờ suốt cuộc đời. Hỡi đệ tử, ngài lành trung tín. Được lắm. Hãy đến hưởng phước của Chúa người. Cảm ơn Chúa. Nếu Chúa Trời ngài nhìn xuống thành phố Houston này, trước khi Chúa đổ sự thịnh nộ của ngài xuống, ngài muốn tìm 10 người công bình. Chúa có tìm thấy ở đây không? Có ai tại đây muốn làm người công bình để Chúa có thể bảo tồn một thành phố hay không? Có ai tại đây trung tín đủ để Đức Chúa Trời có thể cứu dân tộc của mình không? Tôi xin Chúa ngài ban ơn. Nếu có, tôi xin mời những người đó. Thưa với Chúa rằng lại Chúa, bởi quyền năng và ân điển của Chúa còn đứng, con chọn sẽ đứng, đứng một cách trung tín. Nếu đó là anh chị em, tôi xin mời đứng lên tại chỗ của mình. Tôi xin phép chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa xin tiếp tục giúp đỡ cho chúng con, để con mắt thuộc linh chúng con có thể nhìn thấy điều gì có thể xảy ra và những điều không thể xảy ra. Nếu chúng con bất trung, nếu chúng con bỏ cuộc, nếu chúng con trung tín, thì tất cả anh chị em của chúng con là những người đang đứng trước mặt Chúa tại đây. Chúng con được khích lệ và biết rằng Chúa giao chúng con trung tín, Chúa giao chúng con quản lý một cách tốt các thứ ơn Chúa ban cho. Vì ai nấy trong chúng con đều có ít nhất là một ân tứ Chúa ngài ban cho. Xin đừng để chúng con như đứa đệ tớ gian ác đó, đem chồm, không trung tín với công tác mà chủ giao. Nhưng cho hết thảy anh chị em chúng con trong giờ này, xin Thánh Linh ngài vận hành ở trên chúng con trong giờ này. Chính cho quyết tâm của chúng con ngày hôm nay, Chúa thấy tâm lòng của chúng con, và Chúa cũng thừa biết chúng con sẽ có những lúc chúng con toan tính việc bỏ cuộc. Nhưng vì hôm nay, vì ngày hôm nay ngài thấy, xin Chúa ngài đến với chúng con trong những giây phút đó, giúp đỡ chúng con, vì Chúa biết lòng của chúng con. Chúng con muốn đứng, chúng con muốn đứng một cách trung tín để con cháu của chúng con sẽ được phước. Con muốn đứng một cách trung tín để hội thánh của Chúa có thể được phước, và chúng con tiếp tục là nguồn phước cho muôn người. Chúng con muốn đứng để gia tộc của chúng con, để dân tộc của chúng con sẽ được phước. Xin giúp đỡ để có những lúc chúng con sẽ phải tuột áo khoác bỏ chạy như Joseph, và cũng có những lúc chúng con chịu đứng trước bão lửa, trước giông tố, để rồi những người quan sát chúng con họ đều sẽ công nhận Đức Chúa Trời của chúng con là vua của vũ trụ, của trời đất.
Ngài là đấng tối cao, không có một thần nào ngoài ra Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, bởi quyền năng và ân điển của Ngài, chúng con muốn làm những người đứng một cách trung tính. Để bởi ơn của Ngài, khi bụi lắng động thì người ta sẽ thấy chúng con đứng. Chúng con cảm ơn Ngài. Thánh Chúa, chúng con hết lòng dâng cuộc đời của chúng con một cách tươi mới trong tay của Ngài. Xin ban ơn vì chúng con muốn trở nên những người được phước để làm nguồn phước, người trung tín để được Chúa Ngài tin dùng và giao phó chúng con những việc lớn hơn nữa cho vinh quang của Chúa và cho vương quốc của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước trên mương mạnh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hiệp tác với chúng tôi để ý đến những người bạn mà chúng ta đã từng ngồi gần, nhưng vì lý do nào đó hãy mời để những người yêu mến VBC Houston sẽ có cơ hội để chúng ta gặp nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngày 10 ngày sinh nhật của VBC Houston ở trong Chủ nhật tuần tới. Chúa ban phước lên cho em và chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.